chào tất cả các bạn, tôi là Thanh Huyền, là giám đốc đại diện của Viện Đào tạo Montessori Canada tại Việt Nam. Tại Việt Nam, chúng tôi là trung tâm Montessori đầu tiên được Hội đồng Công nhận Montessori Quốc tế công nhận vào năm 2016. Và trong chương trình đào tạo Montessori, chúng tôi đã có vô cùng nhiều hình thức để có thể lan tỏa tình yêu này đến với rất nhiều ông bố bà mẹ, nhiều người giáo viên, chủ trường và quản lý trên khắp đất nước Việt Nam. Chương trình Montessori Online tại Trung tâm Đào tạo Montessori Quốc tế Seoul đã được triển khai. Và tuyệt vời hơn đó là khi bạn sở hữu một khóa học mà sau khi học xong, trải nghiệm xong, bạn có thể chuyển nhượng nó cho người khác vĩnh viễn trọn đời. Và để có thể hưởng được tất cả những cái giá trị to lớn như thế này thì các bạn hãy cùng chúng tôi tham gia vào khóa online, tăng thêm vốn kiến thức, tăng thêm trí tuệ cho mình. Và bạn còn có thể chuyển nhượng nó cho người khác để bạn có thể thu hồi lại cái nguồn tài chính cho mình. Đấy là cái hình thức mà chúng tôi mong muốn rằng với hình thức này các bạn có thể lan tỏa tình yêu này cùng với chúng tôi. Và rất vui khi bạn cùng chúng tôi thắp ngọn đuốc đi trên con đường này. Có một câu nói rằng nếu như cả thế giới xung quanh bạn là bóng tối thì việc của chúng ta chỉ cần là những ngọn nến có thể tỏa sáng trong môi trường xung quanh. Khi Montessori đến với rất nhiều nơi trên đất nước Việt Nam thì sẽ có những em bé độc lập, tự tin và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn.